Hello và thân chào tất cả các anh chị. Mình tên là Dũng Mai. Hôm nay mình muốn chia sẻ và hướng dẫn cái cách làm sao để trả hàng lại online. Cái phương tiện này là mới khoảng 2-3 tuần này Nu Skin mới vừa cho ra mắt. Thì bản thân mình đã áp dụng và thấy rất là hiệu quả và đơn giản. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại làm bằng cách nào có thể return những cái sản phẩm mà mình không thích, không muốn, hay là giúp những người khách hàng của mình, đội nhóm của mình trả lại những cái món hàng với tập đoàn New Skin. Thay vì hồi đó giờ New Skin chỉ có một cái chương trình là chỉ gọi vào công ty và nhờ customer service giúp mình làm được điều đó, thì nó cũng sẽ mất một thời gian. Có những anh chị không thích gọi hoặc là không muốn gọi như thế nào đó, thì New Skin đã biết được điều đó và đã cho thêm một cái cách để làm nó đơn giản hóa và cũng rất là ngắn gọn. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại cho anh chị em để có thể làm New Skin một cách dễ dàng, thuận tiện hơn cho mọi người. Ok, thì chương trình này thì mình biết là hiện tại chỉ đang áp dụng ở thị trường Bắc Mỹ. Còn những thị trường khác thì mình chưa có biết nó như thế nào, tại vì mình hiện tại đang ở thị trường Mỹ, thì mình sẽ hướng dẫn ở anh chị em nào ở thị trường Mỹ nha. Thì trước tiên mình muốn làm điều đó thì mình phải chuẩn bị hai cái. Thứ nhất là order number, thứ hai là billing zip code. Cái zip code của cái thẻ mà mình trả tiền cho những sản phẩm mình đã mua nha anh chị. Thì đó là cái phần chuẩn bị. Cái thứ hai là mình bắt đầu vào cái chương trình là vào newskin.com. Thì đây là trang chính của New Skin. Thì mình sẽ đi xuống ở bên tay phải thì nó có cái chữ lớn là Customer Service, rồi anh chị tìm cái chữ Return. Khi anh chị thấy được bấm vào cái chữ Return thì nó sẽ hiện ra một cái trang mới, có thể là cho các anh chị điền những cái thông tin để làm sao để trả hàng lại. Thứ nhất, cái ô thứ nhất đó là mình sẽ điền vào cái order number. Cái ô thứ hai mình sẽ điền vào đó là cái billing zip code. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị thấy ha. Thì đây lý do mình làm cái số 0 màu đỏ như vậy là có nghĩa là order number luôn luôn bắt đầu bằng số 0. Nhưng mà mình sẽ không điền vào cái số 0 đó nha anh chị. Mình điền vào số 0 đó thì nó sẽ không tìm được. Thì bây giờ trước tiên là mình copy từ số 2 trở đi. Và đây là cái billing zip code. Thì mình sẽ qua đây, mình sẽ điền vào đây trước ha. Đây là zip code. Bây giờ mình sẽ thử cho các anh chị thấy nếu mình để cái số 0 vào thì nó sẽ như thế nào, và sau đó mình sẽ làm cho nó một cái khác, nó đúng đúng hơn, thì anh chị sẽ biết phân biệt và trong lúc mình làm thì nó sẽ có những cái hiện tượng như thế nào. Khi mình bỏ cái số 0 vào thì nó sẽ hiện lên như vậy, chúng tôi không nhận được cái đăng ký này vân vân. Thì bây giờ mình sẽ thử lại một cái mà không có số 0 để cho các anh chị thấy. Bắt đầu bằng số 2 ha. Bấm Next. Đang process. Đó. Khi mà anh chị điền đúng thông tin thì nó sẽ hiện ra đây là như thế này. Đây là một cái thí dụ thì nó có 3 bước, bước 1, bước 2, bước 3. Thì bước thứ nhất mình thấy cái sản phẩm nó đúng. Cái sản phẩm nó đúng thì mình sẽ chọn cái sản phẩm đó. Sau đó nó sẽ hỏi, website sẽ hỏi là lý do gì bạn trả lại, thì bạn có thể chọn bất cứ cái nào. Ví dụ mình sẽ chọn cái này. Và sau đó nó hỏi mình là bao nhiêu cái mình muốn trả lại. Thì mình chỉ nói thí dụ đi, mình chỉ nói một cái đi. Rồi sau đó mình có thể viết bất cứ cái gì hoặc là mình không muốn viết cũng được. Viết bất cứ cái gì mình muốn ha. Rồi bấm Next. Xong đúng sản phẩm mà mình muốn trả lại, đúng số lượng mình muốn trả lại thì mình bấm Next. Thì sẽ đợi trong vài phút. Thì đây là cái cách để trả hàng lại. Thì các anh chị không cần bấm không cần chọn bất cứ cái gì hết mà nên bấm Next cho nó một cách dễ dàng hơn.
Rồi, cái bước cuối cùng, đây là sản phẩm sẽ trả lại, số tiền sẽ được trả lại, hoàn toàn lại, số lượng sẽ được trả lại, vân vân như thế nào đó. Thì bước tiếp theo, make sure mọi thứ đúng hết và bấm submit. Rồi, chỉ đơn giản như vậy và công ty đã báo là oh, you are all set. Thì các anh chị sẽ in cái bấm vào đây để in cái label ra. Trong cái label đó thì nó có cái cách hướng dẫn làm sao để trả lại địa chỉ trả lại vân vân vân, và số lượng trả lại, số tiền như thế nào đó. Và anh chị chọn bấm in ra và dán lên cái thùng của sản phẩm của mình muốn trả lại. Sau đó đi gửi bưu điện FedEx, UPS, bất cứ cái nào. Rồi, đó là cái cách đơn giản nhất, không đầy, chưa tới 5 phút mà mình có thể trả lại với những sản phẩm mà mình không thích. Đó là cái video ngắn gọn mình muốn chia sẻ cho anh chị em thấy được cái sự luôn luôn New Skin luôn tạo những cái điều kiện, những cái cách làm để mình có thể trả lại một cách đơn giản nhất, nhanh nhất, gọn nhất. Và các anh chị thấy cái video này có giúp ích cho các anh chị, xin các anh chị bấm like và chia sẻ lại cho anh chị em trong New Skin có thể áp dụng để làm cho công việc New Skin của anh chị mình thêm dễ dàng hơn. Và chúc các anh chị một ngày bình an. Xin thân chào các anh chị nha.